hôm nay em tiếp tục giới thiệu với các bác cái mẫu súp của Audio King. Con này là súp đơn kép này, gọi là súp đơn kép hay là súp kép hay là súp đơn đều được. Đây là phần cọng bát bên trong này. Đấy, Audio King xịn nha, không phải hàng vô bản đâu, hàng hiệu hàng hãng đấy, hàng nhập khẩu chính hãng. Hôm nay em xin phép các anh để tháo ra demo. Đấy, đây là V-P218, có mã checkcode ở ngoài, các bác quét phát là ra luôn. Đấy, quay sát vào nha để các bác về quét phát ra luôn. Đấy, quét phát ra luôn. Đấy, mã vạch này tít cái ra luôn, giá luôn. Giá hiện tại bên em đang cung cấp cho các bác nó tầm trên 18 triệu tí. Giá tại cửa hàng chưa có cước rồi đi. Hàng xịn chính hãng. Con này thì nó lại hai cái này nè. Bên này các bác cắm một giác. Đấy, bên này các bác cắm một giác. Và đây là một cái này gọi là súp đơn kép cũng được. Thì là các bác nếu mà muốn sử dụng một đôi này thì là phải cắm từ bên này, ninh sang bên này nữa. Thì là nó thành súp kép tải 4 ôm. Đây nó có hướng dẫn luôn này. Đấy, còn nếu mà các bác mà muốn một phòng gia đình nhá thì các bác cắm bên này là một súp riêng, con này là súp riêng. Nó có vách ở đây. Nó chia đôi ra. Đấy, để trong thùng luôn. Đây, có vách luôn. Hai bên không chung đụng với nhau. Đấy, nó tách riêng. Coi như là đây là hai con súp đơn nó ghép vào là một cái điểm đặc biệt mà công ty Audio King đã thiết kế ra. Nếu mà nhắc đến thương hiệu Audio King thì không biết là các bác có so sánh gì không, nhưng mà thấy rất nhiều anh em khen là đồ của Audio King rất là bền. Thì hôm nay em giới thiệu với các bác. Đấy, bây giờ sẽ phẫu thuật ra cho các bác xem củ loa bên trong thùng của nó như nào các bác nhé. Đây là chúng em bắt đầu tháo ra cho các bác xem bên trong thời gian của chiếc súp Audio King. Đây, hội trưởng. Cái này hàng mới nhập khẩu nhé, nên để trong phòng hơi bẩn tí. Trong phòng nó rất là sạch. Các bác nhìn cái logo là biết này, thì chúng em đang tháo ra. Đấy, bên trong cửa gian này lấy đồ này để con này nó khách nó mua không bán để làm mẫu. Vừa về có một cái nhiều đôi. Đây chúng tôi lại tính cái nha. Đây này, loa này tính cái. Ốc rất là xịn. Các bác nhìn trên. Đây là còn lại cửa hàng, đây là mẫu. Quay đang nên bán của mẫu. Bây giờ ai mua cái bán ngay. Rồi bây giờ sẽ nhấc ra. Nhấc ra cho các bác xem là bên trong củ loa của nó, à của chúng ta như thế nào. Đấy, ra chắc chắn. Đấy, bây giờ là chưa có lục giác để nhấc ra. Cần cái gì nhọn nhọn bé để móc ra. Đấy. Đấy, úi dồi ôi, các bác xem cái lưới nó rất là dày mà. À, thấy chưa? Lưới rất là dày. Đấy, đây là phần củ bát, các bác nhìn củ bát chưa? Đấy. Đây là chúng ta có thể gọi là hai chiếc súp đơn ghép trong một thùng cũng được. Đấy. Các bác nhìn cái râu xịn này luôn. Màng rất là sâu. Quả này tí mà đánh thì chắc là thôi, công an phường kéo đến mất. Và bây giờ chúng ta tháo ra xem cửa loa như nào. Ui, cũng to thế. Mở đèn cao nha. Tăng lấy này. Tăng này chậu. Các bạn xem ốc nha. Các bác đã dùng đồ Audio King rồi, xem video này là rất hay, nó giá rất là tốt. Bắt đầu nhấc lên. Đấy, loa này là phải mấy người bê thôi, nhưng một người bê là không nổi. Ở đây là cái cụ bát. Úi dồi ôi, to thế này. Đây là bát là 18 inch. Có thể gọi là bát 50 được. Đây bát 50. Ô, từ 22 cơ, không phải từ 20, từ 22. Từ 22 cô 100 rồi. Đây là cụ bát, các bác xem này. Con bát hình chưa lỗi con nào. Kể cả đơn với kép bán nhiều chưa thấy lỗi.
côn rất là to. Trầm này nó ít. Phát ép với chứ. Cùng một trầm. Anh nhấc xong. Cùng một trầm từ anh ha. Đây là phần bên trong thùng, thiết kế bông rất là dày này. Các bác nhìn bông này rất là dày. Không như cái dòng nó rẻ tiền là bông nó mỏng dính, nhưng bông đấy rất là dày các bác nhìn này. Dày này cơ mà. Đấy, bên trong thùng này, này. Có hậu. Và hai khoang là tách riêng nhau, không chung đụng đến nhau. Thiết kế rất là độc đáo. Bát rất là xịn. Thì hai chiếc như nhau thì tháo một cái thôi. Ờ, ok. Bây giờ thử cho các bác nha. Đây đang mở nhỏ này. Đấy, xong là tí nữa vặn to lên cho các bác xem có mà nó nhảy úi rồi thôi. Đấy, bây giờ nó đang câu linh nhá. Tức là một dây kia là cắm phải như này bắt đầu mới sang được hai bên xúc. Bây giờ em sẽ rút một dây ra nó sẽ một chiếc kêu thôi. Đấy, bây giờ ví dụ rút cái răng đằng bên kia thì cái chiếc ngoài nó sẽ không kêu nữa. Đấy. Và tương tự như vậy. Tức là cắm một răng này sang đây cũng được. Đấy. Nó thành 4 ô. Tiếp tục bé đi. Đấy. Ok, vừa nãy thử xong được, bây giờ Phương sẽ bây giờ về vào bắt đầu bắt lưới, lưới xong lại cho vào đã. Vào kính rồi. Đây là ba anh em bê được quả súp. Rồi các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nha, giá 18 cộng ạ. 18 cộng. Giá tại cửa hàng showroom. Chưa có cước gửi điều với cước con này gửi xe thôi chứ. Con này mà gửi bưu điện chắc là nát người. Mô hình bưu tá chắc là vỡ mộng. Ok, này, bây giờ đến đoạn văn lưới này. Ok các bác nha, hẹn các bác video sau. Giá 18 cộng.